Dạ. Chị không nóng à? Nóng mình sao dùng bằng tay? Không có cái gì khác à? Nó sẽ bị cháy. Thơm quá à. Dạ, thơm à? Ừ. Rồi, cái này thơm đó. Cái này mình biết rồi. Chị làm cái này để uống hay là bán? Giờ làm bán là uống. Ồ. Cái này khác rồi thì đã bán. Ồ. Cái này đắt không chị? Cái này 1 cân nó đắt đấy. Bao nhiêu tiền? 1 cân của nó 2 triệu. Wow. Nhưng mà cái này có bao giờ làm để được 1 cân đâu. Ờ. Bán 1 lạng 2 lạng. Ờ. Bán theo lạng 1 lạng 2 lạng. Ừ, 1 cân là nhiều lắm nhỉ? Vâng, nhiều lắm. Cái chỗ này làm ra khô hết thì được 2 lạng thôi. Ồ. Cả cái chỗ này này. Ờ. Ngày nào chị cũng đi hái về làm hả? Vâng. Nhưng mà hái một ngày còn không được 5 lạng chè tươi ấy. Ồ. 5 lạng chè tươi thì được bao nhiêu lạng chè khô? 2 lạng chè khô. 5 lạng là còn thành 2 lạng. Vâng. Ồ. Cái lúc còn chưa được đến 2 lạng lắm. Ờ. Thơm quá. Cái này mùi, cái này sẽ thơm quá. Đẹp nữa. Cái này nguyên bút phải, không phải trồng. Ờ. Mọc tự nhiên ở trong rừng rồi mình vô mình hái thôi. Nó mọc trong cái thời gian rét nhất ở đấy. Ờ. Cây to không chị? Cây to lắm, cao lắm. Ờ. Mình phải leo lên. Thơm quá. Chị lên đây nhiều ngày không? À, một vài ngày thôi. Thế tối nay là dự kiến ngủ đâu? Em vẫn ngủ ở chỗ Triệu Viện. Đi lại đi bộ xuống. Dạ. Ở đây tối với bọn em đi xe máy đi. Dạ thôi đi bộ từ từ. Tại em thích muốn đi bộ. Thì đi bộ. Ừ. Khỏe quá. Sáng bạn cực nhất là đi bộ lên là đã đi được rồi. Bây giờ đi bộ xuống khỏe hơn mà. Nhẹ hơn, nhanh hơn.